cái cổng thành người ta xây cũng hay quá bà con ha, người ta xây hay quá chừng đi. Rồi bây giờ bắt đầu mình tới được cái tu viện của bà thánh cái vừa rồi gì là Teresa. That's the wall, medieval wall, you know, surrounding all around the city. That's a new part. This is the old part, that this is where people live in the land. But this is about 1,000 years. There was settlements here, but they started those walls maybe in time. Như vậy là cây đây là tu viện của bà thánh Teresa Hài Đồng Giêsu. Ok, giờ bắt đầu đi theo mấy người hướng dẫn viên này. Mà người mình không thấy người ta để cái máy thì mình không biết có chắc mình phải đeo cái máy vô. Đeo cái máy vô để người ta nói gì mình hiểu được chút chút ha.